Tấn Khoa và Hà Hương kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn, số phát sóng ngày 29 tháng 3 năm 2022. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Mở đầu chương trình xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Theo dòng sự kiện để cùng điểm qua những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong tuần qua. Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Công đoàn ngành Y tế tổ chức họp mặt và tuyên dương phụ nữ hai giỏi năm 2021. Năm 2021 đã có 36 chị đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp trên cơ sở. Dịp này, Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhận diện bạo hành gia đình và cách phòng tránh bạo hành gia đình với chủ đề tìm chốn bình yên theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Báo cáo viên là tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu những nét cơ bản về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, luật trẻ em, những kỹ năng nhận diện bạo hành gia đình và cách phòng tránh. Hưởng ứng chương trình áo dài trao gửi yêu thương do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát động, đơn vị đã gửi tặng 75 bộ vải, 25 áo dài đã qua sử dụng cho nữ sinh là con công nhân viên chức lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công đoàn ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 tại Khu Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự có đồng chí Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Phạm Ngọc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế Thành phố, cùng các lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Thành phố và các cán bộ nữ công chức viên chức ngành Y tế. Đồng chí Trần Đăng Công Nghĩa ôn lại lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ nữ đoàn viên công đoàn viên chức lao động ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời phát động phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Công đoàn ngành y tế biểu dương 117 nữ đoàn viên công đoàn viên chức lao động và 22 công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2021. Dịp này, Công đoàn ngành y tế ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với Bệnh viện Nhi đồng 2 với nhiều ưu đãi đặc biệt cho con đoàn viên công đoàn khi đến khám và điều trị tại bệnh viện, trao 20 giải cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải hội thi ảnh nét đẹp công đoàn ngành y năm 2022, đồng thời tập huấn chuyên đề công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ mới năm 2022 với báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên là Phó trưởng ban nữ công Liên đoàn Lao động thành phố. Việc ký kết mà cái phúc lợi đoàn viên giữa công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi đồng 2 với lại công đoàn ngành y tế nó có ý nghĩa rất là to lớn và nó rất là thiết thực, bởi trong cái đại dịch COVID vừa rồi thì cùng với các cái lực lượng trong tuyến đầu thì cái nhân viên y tế là cái người mà chịu rất là nhiều áp lực. Ngoài cái áp lực về thể chất, mệt mỏi, cạn kiệt cái sức lực, chúng ta lại còn chịu rất nhiều cái áp lực về mặt tinh thần, và cái tinh thần quan trọng nhất đấy là cái con cái của chúng ta. Rất nhiều những em bé có những cái biểu hiện về mặt tâm lý có thể dẫn đến những cái trầm cảm, dẫn đến những cái rối loạn về hành vi. Chính vì vậy thì chúng tôi kiểm tra và khám cái tâm lý cho tất cả các trẻ là con của nhân viên y tế trong thành phố. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động quận 6 cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6 vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình liên tịch giai đoạn 2017-2022 và tuyên dương nữ công nhân viên chức lao động giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Đến tham dự có đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Lê Thị Hồng Châu, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đồng chí Ngô Thanh Bắc, quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 6 cùng lãnh đạo ban ngành và các nữ cán bộ công chức viên chức và công nhân lao động trên địa bàn quận. Hoạt động này là hoạt động liên tịch giữa hai đơn vị Liên đoàn Lao động quận và Hội Phụ nữ quận. Chúng tôi tổ chức ký kết 5 năm nhưng mà công tác định hướng là tổ chức hàng năm để tổ chức chăm lo thiết thực nhất cho nữ công nhân viên chức lao động. Giai đoạn 2017-2022, hai đơn vị đặc biệt quan tâm các hoạt động tuyên truyền, chăm lo tại các khu nhà trọ, tổ chức các buổi sinh hoạt thiết thực gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chị em,
truyền tải được các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với thực hiện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã tuyên dương 1.985 chị đạt danh hiệu trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mỗi nữ cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực học tập rèn luyện theo 4 phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Cũng tại hội nghị Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6 đã thống nhất ký kết chương trình liên tịch giai đoạn 2022-2027 với 6 nội dung cơ bản. Dịp này, 7 tập thể được khen thưởng vì thực hiện tốt chương trình liên tịch giữa Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận giai đoạn 2017-2022. 83 nữ công nhân viên chức lao động được nhận giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2021. Nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, chiều 18 tháng 3 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 6 tổ chức tập huấn những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019. Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Lưu Khánh Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 6, cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trên địa bàn quận. Báo cáo viên là Thạc sĩ Lương Minh Sơn, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Để buổi tập huấn thêm sinh động, báo cáo viên đã đưa ra nhiều tình huống thực tiễn để các đại biểu tham dự tập huấn cùng nhau thảo luận, trao đổi. Năm 2019 thì cái Bộ luật Lao động của chúng ta thì đã được ban hành với những cái quy định mới. Cho nên là khi mà tôi đến với lại cái buổi tuyên truyền ngày hôm nay á, thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị những cái điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019, bao gồm những cái điểm ví dụ như là về hợp đồng lao động, về tiền lương, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, và đặc biệt có một cái sự thay đổi rất là lớn, đó là cái quy định về tổ chức đại diện của người lao động. Để bảo vệ được cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động thì mỗi cán bộ công đoàn và đặc biệt là Chủ tịch công đoàn á, thì chúng ta phải nắm vững cái Bộ luật Lao động, đặc biệt là Bộ luật Lao động mới năm 2019. Và thông qua cái bộ luật này á, thì tôi được trang bị thêm một cái kiến thức mà bấy lâu nay tôi cảm thấy là tôi chưa có vững, đó là cái hợp đồng lao động. Thông qua cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì tôi nắm thêm được những cái nội dung cơ bản trong cái hợp đồng lao động, để từ đó mình tham gia cùng với chính quyền để mà ký kết hợp đồng lao động với người lao động và có cơ hội để mà mình bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ngày 24 tháng 3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp tập huấn thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2022. Tham dự tập huấn là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đồng chí phụ trách công tác chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động quận, huyện, công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương. Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Vinh Quang, chuyên viên chính Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ với các anh chị cán bộ chuyên trách công đoàn về những cái nội dung mới và quan trọng nhất của Bộ luật Lao động liên quan đến việc thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước tập thể. Cùng với đó thì chúng tôi có trao đổi về những cái nội dung nào mà công đoàn nên hướng dẫn cho công đoàn cơ sở để thương lượng tập thể, làm sao mà đảm bảo hài hòa lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và quá trình các anh chị tham gia hỗ trợ cho công đoàn cơ sở về thương lượng ký kết thỏa ước tập thể, làm sao đạt được kết quả tốt nhất để cho tất cả mọi người cùng có những cái bài học, kinh nghiệm chia sẻ cùng với nhau. Và cuối cùng là chúng tôi cũng sẽ chia sẻ và trao đổi về các cái quy định hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về hỗ trợ cho các công đoàn về thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Qua cái lớp này thì tôi cũng thấy được nhiều cái nội dung mới hơn và mình nắm chắc được những cái điểm mới trong cái quy định của Bộ luật Lao động 2019, cũng giống như là nghị định 145 của Chính phủ về công tác thương lượng tập thể cũng như ký kết thỏa ước lao động tập thể. Và trên cơ sở những cái quy định mới này, chắc chắn là chúng tôi sẽ nghiên cứu truyền đạt về cho cơ sở để giúp cho các công đoàn cơ sở cũng nắm được những cái điểm mới, những cái điểm mấu chốt, những thuận lợi cũng như những khó khăn trong công tác thương lượng tập thể cũng như ký kết thỏa ước lao động tập thể. Lớp tập huấn tiếp tục diễn ra trong 2 ngày, 25 tháng 3 và 26 tháng 3, với thành phần tham dự là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở có từ 500 lao động trở lên và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế, xã hội và đời sống, trong đó ngành du lịch chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Vừa trải qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh, kể từ ngày 15 tháng 3,
khi nước ta mở cửa hoàn toàn, hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, các công ty cơ sở kinh doanh du lịch đang sắp xếp lại nguồn lao động để phục vụ du khách. Trong chuyên mục Chuyện chưa kể kỳ này, xin mời quý vị cùng tìm hiểu công tác bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng an toàn phòng chống dịch bệnh cho người lao động để phục vụ khách du lịch nhé. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động của ngành du lịch và ảnh hưởng rất nặng nề. Mặc dù đã mở cửa và hoạt động bình thường trở lại trong giai đoạn bình thường mới, tuy nhiên tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Nhiều doanh nghiệp ngành du lịch đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để vừa bảo vệ sức khỏe người lao động, vừa đảm bảo duy trì hoạt động, kinh doanh ổn định. Một trong số đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Thanh Thanh, đã có những ứng phó và quay trở lại hoạt động nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người lao động. Khi mà tình hình mà dịch đã được cơ bản khống chế đó thì và chủ trương của chính phủ thì thích ứng với lại trong cái tình hình mới thì công ty cũng đã hoạt động lại vào tháng 10 năm 2021 thì bắt đầu khi mà trở lại hoạt động đó thì công ty cũng được sự quan tâm của thường trực liên đoàn cũng như là các cái công đoàn cơ sở. Công ty thì cũng luôn luôn phổ biến cho nhân viên, cán bộ nhân viên là luôn chấp hành cái 5K, đặc biệt là trong công ty cũng trang bị cái xịt khuẩn với lại nước rửa tay và tuyên truyền cho cán bộ nhân viên thì luôn luôn thực hiện đúng các cái quy định chung của y tế. Bên cạnh đó thì hướng dẫn viên khi mà các bạn đi tour về đó thì trước khi mà đi một cái tour mới thì các bạn cũng test trước, làm test nhanh trước. Nếu mà bạn nào mà nhỡ may mà có F0 á thì là tức là phải giải quyết cách ly ở nhà để thay thế bằng người khác. Nếu mình không khéo á mà các bạn này mà đi nữa thì sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng, đặc biệt là lây lan cho khách. Thì cái này thì công ty cũng làm rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Công ty luôn quan tâm, nhắc nhở cán bộ nhân viên không để xảy ra tình trạng nhân viên mắc COVID-19 nhưng không khai báo, vẫn tự ý tiếp tục đi làm, gây ảnh hưởng tâm lý cho mọi người và nguy cơ lây lan trong công ty. Bên cạnh đó, tuyên truyền nhắc nhở nhân viên công ty đề cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K tại nơi làm việc và nơi cư trú, không lơ là chủ quan khi đã tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 hoặc ngay cả trường hợp người lao động nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh nhưng vẫn tái nhiễm do biến chủng mới. Mặt khác, công ty cũng hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện khi cán bộ nhân viên bị F0 như tặng quà và hỗ trợ tiền mặt để nhân viên an tâm chăm sóc sức khỏe, sớm trở lại với công việc. Trong 2 năm vừa qua thì nhờ sự hỗ trợ của ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn cũng tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên của công ty có một cái lương cơ bản hàng tháng để cán bộ công nhân viên có cái thu nhập yên tâm hơn để mà gắn bó với công ty lâu dài. Và sau khi công ty đi lại hoạt động lại bình thường thì đi làm thì tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang, rồi phòng chống dịch một cách an toàn nhất, vô sát khuẩn và đo thân nhiệt. Trong quá trình làm việc ở tại công ty thì không có sử dụng máy lạnh, mở cửa sổ cho thông thoáng để tránh cái nguồn lây nhiễm ở trong công ty. Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, người lao động cũng phải tự chủ động nâng cao nhận thức của mình khi thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như luôn đeo khẩu trang khi làm việc, tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân. Ngoài ra cũng luôn nhắc nhở người thân và những người xung quanh luôn cảnh giác và luôn bảo vệ bản thân khi dịch COVID-19 vẫn còn. Ngành du lịch được coi như là cái ngành mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cái đại dịch vừa rồi. Nhưng mà hiện công ty thì cũng có cái nguồn tích lũy. Thứ hai là mình là cũng một đơn vị của hệ thống công đoàn. Và trong cái đợt dịch cao điểm vừa rồi đó thì ban giám đốc công ty cũng như công đoàn thì đặc biệt là cũng rất là chú ý tới cái vấn đề mà chăm lo cho người lao động. Thì hiện tại thì cái vấn đề mà trả lương trong cái mùa dịch đó thì cũng có giảm so với lại trước dịch. Nhưng mà cán bộ nhân viên hầu như là không có ai rời công ty đi hết. Coi như chia sẻ với công ty trong cái giai đoạn khó khăn. Ban giám đốc cũng mong là cái dịch ổn xong cái thì công ty sẽ tiếp tục làm và tiếp tục chăm lo cho người lao động tốt như trước đây. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Thanh Thanh thì công tác đảm bảo an toàn cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, các doanh nghiệp du lịch cũng định hướng căn bản là ngành du lịch phải khôi phục và phát triển trong trạng thái sống chung với dịch COVID-19.
Do đó, yếu tố an toàn cho khách du lịch, người hoạt động trong lĩnh vực du lịch là yêu cầu bắt buộc nhằm xây dựng một ngành kinh tế du lịch an toàn. Rõ ràng, những khó khăn đối với ngành du lịch vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, những nỗ lực thích ứng trong thời gian gần đây của các doanh nghiệp du lịch là những tín hiệu lạc quan, được kỳ vọng sẽ góp phần giúp khôi phục nền kinh tế trước những tác động to lớn của đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, hy vọng với việc tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn thuận lợi cho du khách, doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng dân cư, như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Thanh Thanh đang triển khai, sẽ làm tăng trưởng lượng du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh tham quan mua sắm, đảm bảo an toàn hiệu quả, phù hợp với các quy định phòng chống dịch COVID-19. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn phát sóng lúc 7 giờ 40 phút thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.